xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em giới thiệu các bác cái mẫu vỏ thùng loa xúc kép mặt 50. Với các bác nào không thích xúc hầm ấy, thì đây là một sự lựa chọn rất hợp lý và cực kỳ hợp lý với toàn thể các bác nhé. Đấy, đầu tiên em sẽ đo cái chiều ngang cả bìa. Đấy, là vào 1m17 chiều ngang các bác nhé. Chiều ngang nếu đặt làm ra 1m17. Chiều cao bản thân thùng không tính chân cao su thì nếu họ đặt nằm ra thì nó sẽ là cao là vào 56,2, gọi là 57, tính cả cái miếng này này. Đấy, là 57. Và chiều sâu nếu như các bác quan tâm thì đây em đo luôn, nó vào là 74 chưa lưới. Còn nếu mà đo cả bìa cả lưới thì nó là vào 78. Này là nó cao 4 phân. Đấy. Tí này này, đây 4 cm. Đó. Với cái cấu hình thùng như này thì phù hợp cho các bác chơi gia đình hoặc sự kiện tiệc cưới. Nó cho ra một chất âm đánh cực kỳ êm và cực kỳ sâu tiếng, đánh rất êm và hay nha các bác nhé. Thùng thì tất cả đều là ốc chôn gen, ốc chôn gen. Các bác lấy thùng là bên trong nó có sẵn là ke góc luôn. Đây này em chưa bắn bông nhá, bông lát nữa sẽ bắn. Đấy. Hai vách hơi chéo, một cái vách hơi giữa. Đấy. Con này thì nó cho ra một chất lượng âm thanh đánh ui hồi hồi, nó đánh hay cực kỳ luôn các bác ạ. Con này đánh ghê gớm lắm. Và loại này thì nó có lưới. Lưới đây em đang sử dụng là cái lưới đột nỗ, nỗ 10 và nỗ cạnh này. Đấy. Cái lưới này không thôi đã vào, riêng một đôi lưới này đã vào gần 1 triệu. Cả lưới, cả bánh xe, phụ kiện, các cái là vào xít nữa thì 1,2 triệu. Là bao gồm tất cả ốc này, ốc này, ốc gen này. Đấy. Ke góc này, được chưa? Ke góc, mấy lưới, bánh xe, xít nữa thì 1,2 triệu. Tiền phụ kiện, đắt cực kỳ luôn, không có rẻ đâu. Đây là cái lưới này, rất chắc chắn, đúng không ạ? Rất chắc chắn. Lưới độ dày là 1.8 nhá. Và cái lưới này không thôi đã khá là nặng rồi. Ở đây có cân, em tiện cân luôn cho các bác xem này. Đây. Cân bây giờ là 0 nhá. Được chưa? Cân bây giờ là 0. Em đặt lưới này lên này. Lưới này nặng cực kỳ luôn. Đấy. Úi giời. Gần 5 cân. Đấy, lưới gần 5 cân. Hôm trước nói mồm vào lưới, lưới hơn 6 cân là nói điệu đấy. Lưới là gần 5 cân các bác nhé. Lưới rất là to và dày, chắc chắn. Đây, lưới đây. Lưới này hôm qua là chạy mưa. Hôm qua này em để y hệt như này này. Nắp cả lưới vào, xong là để ngoài này. Đến lúc nửa đêm mưa, chạy mưa, coi như là hôm nay nó phơi thùng. Đấy, tiện đây quay review luôn các bác. Cái mẫu thùng đang có nhiều. Đấy, cho các bác tìm mua thì không quay, toàn quay những cái mẫu mà nó có một đôi, một đôi một, một đôi một. Tải thật không hiểu kiểu gì, đúng không ạ? Đấy, các bác nhé. Đây là thùng này, sơn sần mịn. Còn các bác mà thích cái sơn sần mà giả cát ấy, thì ok. Đấy, đây là cái thùng sơn sần giả cát này. Cái thùng này thì nó sẽ bám bụi nhiều hơn là cái thùng này. Thùng này nó sẽ dễ lau chùi hơn. Còn thùng này là lau chùi nó hơi vất vả tí. Lau chùi nó hơi vất vả tí các bác ạ. Đấy. Hưng Yên một ngày nắng và có gió thì em quay review các bác nhé. Đây là cái thùng này, rất chắc chắn. Gỗ mặt trước là 2 tấm 1.5, tấm trên 1.5, tấm dưới 1.5. Tổng cộng chiều dày tối đa là 3 cm và trừ cái cạnh này đi là khoảng 2.7 cm. Rất là dày các bác nhé. Đấy. Ui, bây giờ em cảm thấy có một cơn gió lạnh ở đâu nó lùa đến rồi. Bây giờ không dọn đồ nhanh là tí nữa lại ào mưa. Và mẫu này thì có hai lựa chọn cho các bác nhé. Các bác có thể bắn bánh xe ở phía chân, tôi đặt như này bắn bánh xe. Hoặc là các bác đặt như bình thường ấy, các bác đánh xe bắn luôn đây được. Đấy, tùy chọn. Bánh xe bắn kiểu gì thì bắn. Đấy, còn đặt đứng thì không ưu tiên đâu nhá. Đứng thì các bác nên hàn cái hộp V, hàn cái sắt V cho nó ôm cạnh này thì nó sẽ đảm bảo hơn. Là các bác để như này các bác bắn. Đấy. Bắn trực tiếp vào đây thì nó cũng được thôi, nhưng mà không ổn lắm. Với cái mẫu thùng này này em thiết kế theo form y hệt bản gốc. Bản gốc như nào thì bản copy nó giống y hệt như thế, không khác một tí gì. Chỉ khác một cái là gỗ của bản gốc là gỗ đắt tiền. Gỗ này là gỗ nó rẻ hơn tí. Vâng, chúng ta sẽ quay lại với cái phần giá của sản phẩm nhé. Hiện tại một cặp này bên em đang bán
là 5,8 triệu giá tại cửa hàng. 5,8 triệu giá tại cửa hàng. Nào gồm có thùng, lưới, bánh xe. Cái này các bác có thể tùy chọn là cấu hình lưới sắt có bịt vải hoặc lưới sắt không bịt vải nhé. Có vải với không vải thì chênh nhau có 100.000 thôi. Nhưng mà hiện tại là chưa có vải, đang hết vải. Nếu mà có thì em cũng tặng luôn cho các bác, chứ không phải tính tiền đâu. Đấy, vải thì các bác có thể là lựa chọn là lỗ thưa hoặc lỗ thoáng tùy. Đây là bên trong thùng, tất cả đều có kè góc rồi, là thùng gỗ ép mộng cho âm dương. Đây nhìn này. Đấy, mộng âm dương hết tất cả luôn. Và thùng này không chỉ mộng không thôi, mà nó có những con ốc vít nó bắn xuyên này. Nếu như các bác có nam châm neodymium ấy, các bác chỉ cần dí qua cái cạnh riêng này, chỗ nào nam châm nó hít thì đấy là chỗ đó nó có ốc, có vít. Đấy. Và cũng tiện đây em quay luôn cho các bác xem thùng phần mộc luôn, đang có sẵn ở đây luôn. Lát nữa là tầm từ giờ đến chiều tối sẽ sơn nót. Đấy. Và ngày mai là sẽ bắn sần. Đấy. Thùng đấy nhá, gỗ này tuyệt vời luôn, không phải chê đâu, không phải tự hào đâu. Đây có ốc vít này nha, không các bác này bảo em nói mồm. Đấy, có ốc vít luôn, đã bắn đinh rồi nhưng bắn ốc vít chìa nó mới chắc chắn. Xong lại còn thêm cả ốc ke nữa, đây ke đây. Đấy, ok nhá. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ trực tiếp cho bên em. Hiện tại thì đang có sẵn là 2 đôi như thế này, là sơn hoàn chỉnh rồi, còn phần mộc thì tổng cộng là 5 đôi. Đấy, tổng cộng là 5 đôi cả mộc cả sơn rồi. Đấy. Còn các bác nào quan tâm cái gì nữa thì liên hệ trực tiếp với em. Thùng này khi các bác kê 2 chiếc lên trên nhau ấy, thì nó có rãnh dày này, kê phát vừa khít luôn, tuyệt vời luôn, rất tuyệt vời luôn. Và các bác có thể kê theo kiểu là 2-1, tức là 2 trước 1 sau, set up theo kiểu cardioc được luôn. Đấy, rất là tiện. Ok, video đến đây là kết thúc nhé. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Giá là 5,8 triệu tại cửa hàng và bao ship cho các bác là 7,8 triệu các bác nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Đấy, xúc kép lên đường các bác nhé, rất khủng bố, đại ca đại tạo luôn. Thì hiện tại em quay kén luôn ở đây nhá, em đang có sẵn là EGNE vỏ thùng xúc mẫu EGNE E218. Đấy, lưới sắt độ dày là 1,8, kinh điển luôn. Đấy, gỗ 18, lưới sắt 1,8, độ dày của lưới bằng 1/10 của gỗ. Nó S36 đây nha, để đây nó bụi bẩn, bởi vì tối hôm qua ấy, là Hưng Yên một ngày mưa gió, một đêm mưa gió, nó hơi bị dính tí nước mưa, em đang phơi ra cho nó bay hết hơi ẩm trong thùng ra. Sau đầu là lại lau chùi chấm vẩy bụi, sau đó là quấn cái màng quấn như thế này này. Đây thì video tổng hợp luôn nhé, quay tổng hợp luôn các bác xem. Đây là T24. Cái máy CNC nó cắt nó lỗ, nó hiện ra cái logo. Đấy, EG này nha, đây là cấu tạo bên trong thùng, đều có cái e góc. Đấy, và mộng âm dương. Các bác nhìn bằng mắt thì bảo là không có mộng, nhưng mà thực tế là nó có. Đấy, thực tế nó có nhá. Đấy, và T12 cộng với đó nữa là cả cái dòng T24. Đó, hiện tại em đang có sẵn ở đây. Các bạn nào chốt cái gì liên hệ trực tiếp. Thi thoảng quay mộc tí cho các bác xem mà chất gỗ nhỉ. Chất gỗ này thì ít người chê rồi, nhưng vẫn có người chê. Đấy. Gỗ này là gỗ nhập khẩu, nhập từ Malaysia. Tất cả đều là phải làm này, các bác nhìn này. Sở thùng sau khi chà vả xong sở nó mịn. Sở nó mịn, nó mượt tay. Đấy, còn khi mà chưa làm ý, thì nó sẽ như này. Sờ nó kiểu gai gai này. Sờ nó có kiểu gai gai này. Và viết miết nó không được mượt. Đấy. Thơ gỗ này mượt này. Đấy. Cái này nó dính dính kiểu kiểu ấy. Đấy. Tức là làm công đoạn nó tốn nhiều công đoạn linh tinh lắm. Các bác nghĩ nó đơn giản thôi nhưng không đơn giản đâu. Có những cái thì rất là dễ dàng, có những cái thì ôi ôi. Ok, video đến đây tạm thời kết thúc nhá. Các bác nào quan tâm đến cái gì thì alo cho em. Em đang có sẵn là NS36, một cặp demo, và EGNE thì đang có 5 cặp, tổng cộng là 5 cặp. Vứt một cặp cho thợ đánh test thử. Đấy, tức là các bạn anh em mà cùng ngành cùng nghề nhé, cùng bán hàng biểu diễn này thì cho mượn 1 tuần, được hay không được thì bảo, được thì đếm tiền, không được thì
gửi lại hàng. Đấy. Nếu gọi là quen biết thì em mới chơi kiểu đó, còn không là không được đâu. Bởi vì cái này bán mà còn bán chịu nữa thì gần như không lãi. Em nói luôn các bác nhá. Đấy, tổng cộng 5 cặp bây giờ mới có một cặp mà giao cho thợ demo, còn cặp đây nữa. Đây là còn có là một cặp này, hai cặp này, cái này. Với cái này nữa là ba cặp. Đấy các bác nhá. À, sắp tới thì có rất nhiều sốc kép khủng nữa. Đấy. Nhưng mà thôi, à, ra từ từ thôi chứ không nhiều mẫu quá các bác loạn đi. Em gần đây đang có sẵn nhá. Còn S36 hay là E218 BNC hết hàng. Cái thùng đóng quá xong rồi là BNC BNC 218 SH đang hết hàng. Đấy. Sắp tới thì em sẽ cập nhật giá và báo sau nhé. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.